Tình hình sức khỏe Tổng Bí thư. Bộ chính trị thông báo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Thông báo có đoạn: Bộ chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư. Trong pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước thì trường hợp sức khỏe của Tổng Bí thư là thuộc diện bí mật. Thông báo của Bộ Chính trị nêu trên đã nói rõ tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư rất nghiêm trọng, trước đây ông vừa điều trị vừa làm việc, đến nay thì sang giai đoạn thôi làm việc để điều trị. Cùng lúc Bộ Chính trị tặng Tổng Bí thư huân chương sao vàng, một huân chương đặc biệt thường tặng cho người đã về hưu hoặc đã mất. Trong buổi gặp Putin, ông trọng ngồi im gần như bất động. Putin phải nghiêng người nói chuyện với ông, chứng tỏ ông Trọng đã rất yếu. Bởi Putin bản chất ngạo nghễ, khó có thể thái độ ngoại giao khiêm tốn với nước nhỏ như vậy, trừ khi Putin biết chắc ông Trọng quá yếu. Các buổi họp quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư gần đây, hay Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an, ông Trọng không tham dự. Tuy nhiều lần ông mang bệnh, chắc hạn như vụ đột quỵ tại Kiên Giang. Nhưng lần này khác hơn nhiều, Bộ chính trị ra thông báo người tạm thời thay thế ông quản lý trung ương Đảng. Ở tuổi của ông phải làm một khối lượng công việc lớn như vậy là quá phi thường, nhất là trong tình trạng bệnh tật kéo dài như vậy. Về góc độ con người với công việc, phải ghi nhận ông là một người quá trách nhiệm với cương vị của mình. Xét theo những gì diễn ra, ông trọng không thể tiếp tục giữ cương vị tổng bí thư được nữa. Như vậy việc ai là người thay thế ông đang là vấn đề cấp bách của đất nước. Thông thường chức tổng bí thư được kế nhiệm từ một trong ba chức là chủ tịch quốc hội, thủ tướng, chủ tịch nước và là người có thời gian trong bộ chính trị dài nhất. Tuy nhiên thì chính thức vẫn phải qua bầu bán của Trung ương Đảng hoặc đại hội Đảng. Ông Tô Lâm tạm thời thay thế ông trọng theo quy chế của ban chấp hành Trung ương, ban bí thư, bộ chính trị khóa 13. Có nghĩa ông Tô Lâm tạm quyền tổng bí thư theo quy chế chứ không phải do bầu bán. Về mọi mặt thì ưu thế của ông Tô Lâm đang vượt so với những người khác. Ông có tuổi trong bộ chính trị ngang bằng ông chính, nhưng về danh nghĩa thì chủ tịch nước là cấp trên của thủ tướng. Chắc chắn trong danh sách đề nghị ứng cử trước tổng bí thư sẽ có tên ông Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm tạm thời giữ quyền tổng bí thư đến hết khóa chờ đại hội bầu bán, thì một số người khác đến đại hội sẽ đạt tiêu chuẩn ứng cử trước tổng bí thư. Lúc đó chưa biết rõ ai sẽ là người được bầu.